Châu Lê, cựu CEO MTB Entertainment, 4 năm thực hiện giấc mơ của Sơn Tùng và sự ra đi đầy tiếc nuối. Từng là cánh tay đắc lực của Sơn Tùng MTB, phải thừa nhận rằng thời kỳ Châu Lê còn giữ vai trò CEO của MTB Entertainment, sự nghiệp âm nhạc của Sơn Tùng và cả công ty đã có những bước tiến đáng ngưỡng mộ. Là người kề vai sát cánh cùng Sơn Tùng trong 4 năm kể từ ngày thành lập MTB Entertainment, CEO Châu Lê có thể nói là người thấu hiểu cá tính nghệ thuật cũng như định hướng làm nghề của Sơn Tùng nhất. Đầu năm 2022, Châu Lê khiến dân tình xôn xao khi quyết định rời MTB Entertainment để khởi nghiệp độc lập. Châu Lê tên đầy đủ là Lê Ngọc Châu. Trước khi cùng Sơn Tùng MTB chinh chiến, anh đã có gần 10 năm làm trong lĩnh vực giải trí, chủ yếu tập trung nhiều trong mảng phim ảnh và điều hành hệ thống rạp chiếu phim. Việc Châu Lê hợp tác cùng với Sơn Tùng MTB cũng là một cái duyên khi Sơn Tùng MTB đã thành lập công ty riêng cho mình và có ý định cấu trúc chuyên nghiệp hơn để sẵn sàng chinh phục những mục tiêu lớn. Anh chia sẻ, bản thân Châu cũng là một người thích chinh phục những thử thách khó vì khi đó mình sẽ hiểu rõ hơn về bản thân và giới hạn của mình, đồng thời cũng là cách mình làm cho cuộc sống có nhiều ý nghĩa hơn. Được biết, lúc bắt đầu hợp tác cùng Sơn Tùng, nam ca sĩ lúc đó mới chỉ hơn 20 tuổi. Kinh nghiệm về kinh doanh cũng như điều hành dường như là không có. Việc Châu Lê sẵn sàng cùng một người ít kinh nghiệm, thực hiện hoài bão, quả thật là một quyết định liều lĩnh và đầy tính thử thách. Tuy nhiên, ngay từ những ngày đầu tiếp xúc, bản thân Châu Lê đã nhìn ra được hoài bão trong người Sơn Tùng, khiến anh có một cái nhìn đặc biệt về Sơn Tùng. Quãng thời gian Châu làm việc cũng có tiếp xúc với các nhà sáng lập hoặc điều hành cấp cao. Riêng Sơn Tùng MTB là một người rất đặc biệt. Cách mà Tùng mở đầu câu chuyện để mời Châu cùng làm cũng thật đặc biệt, không phải là một offer với thủ lao như thế nào, mà đó là một giấc mơ không phải chỉ của riêng Tùng, mà là những ấp ủ góp phần cho sự nghiệp phát triển của âm nhạc Việt Nam theo từng bước chuyên nghiệp hơn. Nó giống như cách mà các nước phát triển đã bắt đầu từ rất lâu và nay chúng ta có dịp đặt những viên gạch nền tảng cho điều đó. Đây sẽ là một chặng đường dài, đòi hỏi sự giúp sức của rất nhiều người và đương nhiên cũng là sự trả giá, sự chịu chơi của Tùng. Chính điều đó làm Châu cảm thấy Sơn Tùng MTB đặc biệt hơn vẻ bề ngoài của một ca sĩ nhạc sĩ ở tuổi 22 tại thời điểm hai anh em gặp và trải lòng. Ai cũng có giấc mơ, mọi người nhìn thấy giấc mơ của Tùng và tham vọng đó rất lớn lao. Nhưng giấc mơ càng lớn, càng cần nhiều người chung tay. Châu may mắn là những người thời kỳ đầu góp phần làm cho giấc mơ đó thành hiện thực. Châu Lê từng chia sẻ khi nhắc về Sơn Tùng. Năm 2020, CIO thường nhắc tới MTB Entertainment là một gia đình. Đáng tiếc, khi giấc mơ chinh phục thế giới dang dở thì đầu năm 2022, CIO Châu Lê quyết định rời khỏi MTB Entertainment trong sự ngỡ ngàng và nuối tiếc của nhiều người. Khi rời đi, Châu Lê cũng chia sẻ thêm về quãng thời gian làm việc tại công ty MTB cùng sự nuối tiếc khi rời đi. Tôi rất trân trọng quãng thời gian làm việc với Tùng, nhờ sự chịu chơi của cậu ấy, tôi cũng có dịp nỗ lực lan xả để nâng cao năng lực của mình. Bản thân Tùng đã là một combo của sự khác biệt. Cậu ấy hưởng ứng các đề xuất của tôi, mạnh dạn thử nghiệm cũng như sẵn sàng chấp nhận các thách thức. Chẳng hạn, chúng tôi đã điều chỉnh tần suất đi diễn từ 2 show trên tuần thành 2 tuần trên show để tập trung gia tăng giá trị cho sản phẩm nghệ thuật. Thật ra, nếu bảo nuối tiếc thì cũng hơi sớm, bởi công ty vẫn đang trên đà phát triển, biết đâu trong tương lai vẫn có thể gặp lại nhau. Nhiều khi, tôi đi trước để đón đầu. Đồng nghiệp của tôi đều là những người giàu kinh nghiệm, họ sẽ kế thừa thành tựu của công ty trong những năm qua để tiến tới những thành công mới rực rỡ. Sau khi rời đi, CIO thành lập công ty mới mang tên Pambo Artist Agency. Mới đây, Onion đã bắt tay cùng cựu CEO MTB Entertainment Châu Lê trong dự án mới, nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Cụ thể, Onion đã ký hợp đồng khai thác thương mại độc quyền với Bamboo Artist Agency, công ty mới của CEO Châu Lê, label Mai Đào Notation. Sự kết hợp giữa Onion với BAA gợi nên không ít sự tò mò về những sản phẩm cũng như phương thức kết hợp giữa cả hai. Thông tin chính thức được công ty BAA đăng tải trên fanpage. Aris Nasman, xin chào mọi người, Bamboo Artist Agency BAA. Rất hân hạnh thông báo và chia sẻ cùng mọi người rằng BAA và Mai Đào Notation đã đạt được thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực âm nhạc. Theo đó, BAA rất vinh dự trở thành đối tác khai thác thương mại độc quyền trên phạm vi toàn cầu của nghệ sĩ, nhà sản xuất âm nhạc DZ Onion. Rất hy vọng sự hợp tác này đẩy mạnh tính chuyên môn hóa, phát huy thế mạnh mỗi bên và góp phần vào ngành công nghiệp âm nhạc tại Việt Nam. Cùng BAA chào đón nghệ sĩ tài năng Onion và chúc anh Onion ngày càng thăng hoa trong nghệ thuật, hỗ trợ và đồng hành nhiều tài năng trẻ cũng như không ngừng xuất hiện trong các dự án hợp tác bom tấn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. BAA ký hợp tác với Onion, hợp đồng khai thác thương mại độc quyền không phải hợp đồng quản lý, tức là các dự án của Onion sẽ được Mai Đào Notation quản lý trực tiếp. BAA đóng vai trò liên quan trong các hoạt động khai thác thương mại như hợp đồng sản xuất âm nhạc, show ca nhạc. BAA cũng giữ vai trò mời gọi tài trợ trong các sản phẩm âm nhạc của Onion. Qua đó, BAA đóng vai trò như một nền tảng phát huy tối đa giá trị thương mại của nghệ sĩ nói chung, mà trường hợp ở đây là Onion. Đây là một loại hình mới lạ tại Việt Nam nhưng không hiếm có ở thị trường quốc tế. Nói về sự kết hợp với Onion và Mai Đào Notation, CIO Châu Lê cho biết,
Đã từng có thời gian làm việc với nhau, tôi đánh giá rất cao tư duy âm nhạc của Onion, chất nghệ sĩ cũng như những tính cách rất thay khác trong con người Onion để có thể đồng hành và phát triển cùng nhau, đó là không ngại áp lực, càng thách thức càng hứng thú và không bao giờ giới hạn bản thân, luôn sẵn sàng hợp tác và cùng hướng đến một giấc mơ góp phần vào sự phát triển của ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam. Tôi rất thích và ấn tượng vì điều đó. Màn hợp tác đặc biệt giữa các cựu thành viên của MTB Entertainment đã khiến công chúng đặc biệt chú ý. Còn nhớ trong bài phỏng vấn cách đây không lâu, CEO Châu Lê đã chia sẻ về vị thế của Sơn Tùng tại MTB chính là linh hồn của công ty, còn anh chỉ là quản gia. Ở công ty, linh hồn vẫn là Sơn Tùng MTB, tất cả mọi thứ được tạo nên từ người nghệ sĩ, còn tôi là quản gia, lên chiến lược, điều hành và sắp xếp công việc sao cho nghệ sĩ có nhiều cảm xúc và thời gian nhất. Tôi không thể làm một mình mà phải có sự đồng hành của rất nhiều người, do đó mọi thành quả đều thuộc về tập thể.